Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái mẹo để chúng ta xác định chiều chuyển dịch cân bằng của một phản ứng thật nhanh. Thực ra các em ạ, trong quá trình các em học bài ở chủ đề số 1 chương cân bằng hóa học của chương trình hóa học lớp 11, ngay cái bài số 1, bài đầu tiên đấy, bài về cân bằng hóa học, các bạn sẽ gặp ngay một vấn đề khó khăn ở vào cái phần cuối cùng của bài số 1. Đó là việc xác định chiều của chuyển dịch cân bằng như thế nào. Thế thì ngày hôm nay thì mình quay chiếc video này để hướng dẫn cho các em những cái skill cực kỳ kinh điển mà giúp cho tất cả các em 100% các bạn theo dõi video này sẽ làm được, sẽ xác định được là chiều chuyển dịch cân bằng nó chuyển dịch theo chiều thuận hay chuyển dịch theo chiều nghịch. Thấy chưa? Video này là một video về mẹo, nhưng thầy Minh vẫn khuyên chân thành nhất tới tất cả các bạn và các em, chúng ta học hóa chúng ta cần phải hiểu bản chất, đừng có xoáy quanh vào các mẹo. Và những cái mẹo mà thầy Minh dạy chỉ với một mục đích là giúp cho các em yêu môn hóa hơn, thích học môn hóa hơn và học giỏi môn hóa hơn, để cung cấp cho các em cái cảm hứng về học hóa. Ok, bây giờ mình bắt đầu vào nhá. Thế thì về cái chuyển dịch cân bằng này thì bây giờ chúng ta phải nắm rõ được, gọi là biết thôi, thầy nhắc lại cho biết về nguyên lý chuyển dịch cân bằng L'Hospitalier. Đó gì ạ? Nguyên lý chuyển dịch cân bằng L'Hospitalier được phát biểu như sau. Đó là trong một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng, nếu có sự thay đổi hay là tác động từ ngoại lực thay đổi nhá, ví dụ nhiệt độ này, nồng độ này, áp suất này, thì phản ứng sẽ chuyển dịch cân bằng theo cái hướng mà chống lại tác động đó. Ôi nghe nó nhức cái não, nghe nó khó hiểu, nghe nó làm sao ấy đúng không? Bây giờ thì mình chỉ lấy ví dụ cho các em. Bây giờ tự nhiên có vài ngày anh đến, anh đấm bụp vào thầy Minh mà không có một lý do gì, thì mình sẽ có xu hướng gì? Đây, đấm bụp phát thì đầu điện đầu hay là nè này, đúng không? Thế giờ lại vẫn thằng đấy chạy đến đấm phát thứ hai thì mình để nó đấm không? Không đúng không? Thì mình sẽ có khả năng đỡ lại nó, hoặc bụp lại nó, hoặc chạy này trong 36 kế chuẩn là thượng sách. Thế thì chúng ta hiểu cái chuyển dịch cân bằng nó tương tự như vậy. Bất kỳ một cái gì đó tác động vào phản ứng hóa học thì phản ứng hóa học sẽ có xu hướng chống lại cái tác động đó. Đấy, giống như thầy mình đấy, chạy đi này, bụp lại này, đỡ này. Thế thôi, còn hiểu nó đơn giản vậy thôi, được không ạ? Ví dụ như nếu tăng nhiệt độ thì chiều chuyển dịch phải cân bằng theo chiều hướng giảm nhiệt độ. Nếu ví dụ như tăng áp suất thì chiều chuyển dịch cân bằng phải chuyển dịch theo hướng giảm áp suất. Nếu tăng nồng độ một chất lên thì chiều chuyển dịch cân bằng phải chuyển dịch theo hướng làm giảm nồng độ chất đó đi. Ôi, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng. Nhưng yên tâm ạ, mặc dù giảng đơn giản và dễ dàng vậy, nhưng thầy có thể khẳng định 90% các bạn đang theo dõi video này vẫn chưa hiểu mô tê gì. Bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ để thầy Linh cho chúng ta những cái thực tiễn, những cái skill để chúng ta giải, được không ạ? Nào, ta sẽ có ạ. Bây giờ ví dụ về nhiệt độ đi ạ. Một nhỏ là dưới tác động của nhiệt độ, thế thì để làm với tác động nhiệt độ này, chúng ta phải nhớ một cái kiến thức thật là kỹ càng ở lớp 10. Đó là gì? Đó là delta H. Đấy, delta H là biến thiên enthalpy. Ôi, nhớ định nghĩa làm gì, mệt mỏi lắm. Các bạn chỉ cần nắm cho thầy, với delta H lớn hơn 0 thì chiều thuận của phản ứng là thu nhiệt hay là tỏa nhiệt đây? Là thu nhiệt hay là tỏa nhiệt? Và ngược lại, với delta H nhỏ hơn 0 thì chiều thuận của chiều phản ứng là thu nhiệt hay tỏa nhiệt đây? Khó không?
Nó nhắc lại kiến thức lớp 10 đúng không? Này bây giờ tất cả các bạn đang theo dõi video này đều là học sinh lớp 11 nhá. Nhưng bao nhiêu bạn nhắc được cái này chính xác ạ? À? Các bạn để comment xuống dưới xem. Mà thầy biết mà. Việc chúng ta học là để quên làm sao nhớ được. Nên thầy mình sẽ có mẹo chúng ta. Bây giờ các em nhá, chú ý vào đây nhá. Delta được coi như là tiền đi chợ. Thế cho dễ đi. Bây giờ delta H lớn hơn không? Vậy là em đi chợ là em lãi hay là em lỗ? Là em ôm tiền mang về hay em vứt tiền đi? Lớn hơn không? Lớn hơn không là dương đúng không? Mẹ cho 10.000 đi chợ. Đúng không? Cầm về là được 11.000. Vậy là lãi thêm 1.000. Vậy là mình thu thêm 1.000 về. Vậy delta H lớn hơn không? Thì chiều thuận của phản ứng là chiều thu nhiệt. Được chưa ạ? Thế delta H nhỏ hơn không ạ? Mẹ cho 10.000 đi chợ, đi về nhà âm 5.000 là nợ cái bà bán bánh cuốn hay là bà bán chè đầu ngõ thêm 5.000 nữa. Bởi vì cốc chè 35.000. Đúng không ạ? Vậy này, delta H nhỏ hơn không? Vậy là mình thu tiền về hay mình vứt tiền đi? Vứt tiền đi. À, vứt tiền đi đúng không? Vậy là gì? Đây là tỏa nhiệt. Đây là cái chúng ta cần nắm vững đầu tiên. Nhá, cứ nhớ tiền đi chợ cho thầy. Điện tắt lớn hơn không? Thuận là chiều thu nhiệt. Điện tắt nhỏ hơn không? Ngược lại, thuận là chiều tỏa nhiệt. Ok nhá. Ok nhá. Bây giờ này. Bây giờ các bạn nhớ cho thầy Minh skill cực kỳ kinh điển sau đây. Tăng thu giảm tỏa, bốn chữ vàng đấy, bốn chữ vàng: tăng thu giảm tỏa, tăng thu giảm tỏa, cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Thì mọi cái bài về cân bằng chuyển dịch theo nhiệt độ nó sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay em. Và bây giờ chúng ta cùng ứng dụng nhá. Các bạn đừng chạy đi đâu hết, hãy chui vào đây để thầy mình hướng dẫn chúng ta với những ví dụ để các bạn thành thục hơn về phần chuyển dịch cân bằng dưới tác động của nhiệt độ. Chúng ta vào cái ví dụ số 1. Cái ví dụ này rất là kinh điển bởi vì thầy nghĩ rằng là ở ví dụ này tất cả các bạn sẽ đều gặp nó. Và các bạn chú ý nha, những skill sau đây là những skill độc quyền của thầy mình. Bạn quan sát ạ. Ví dụ 1, khi mà cho N2 dạng gas tác dụng với lại H2 dạng gas để tạo thành hai lần N3 dạng gas. Delta H nhỏ không? Khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Các bạn sẽ gặp cái dạng câu hỏi này rất nhiều, người ta có thể thay đổi thành là khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào. Nhưng chung quy nó vẫn là biến đổi nhiệt độ. Thế bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy những cái bước sau đây. Bước số 1, xác định xem nào. Delta nhỏ hơn không thì chiều thuận của phản ứng là chiều thu nhiệt hay chiều tỏa nhiệt ạ? Các bạn comment xuống dưới để xem. Nào, delta nhỏ hơn không? Chiều thuận của phản ứng là chiều gì ạ? Chiều thuận của phản ứng. Nào, nhắc lại, delta nhỏ hơn không coi như tiền đi chợ. Âm vậy là gì ạ? Thu tiền vào hay vứt tiền đi? Hay tỏa tiền ra? À đấy, vứt tiền đi đúng không? Vậy nó là gì ạ? Chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt. Được không ạ? Vậy khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Nào, chúng ta đọc nào. Tăng thu bốn chữ vàng. Tăng thu giảm tỏa. Vậy giảm nhiệt độ thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ. Theo chiều tăng nhiệt. Tăng thu giảm tỏa theo chiều tỏa nhiệt. Tăng thu giảm tỏa, tăng thu giảm tỏa, lại cân bằng phải chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt. Và chiều tỏa nhiệt là chiều gì đây? Các bạn nhìn này, chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Vậy tương đương với cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Dễ chưa? Tương đương với cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Đấy là với skill của thầy Minh, chúng ta xác định được rất nhanh là cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Còn sau đây là thầy Minh sẽ giải thích chúng ta về bản chất.
khi giảm nhiệt độ ở ngoài môi trường, đúng không ạ? Thì theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier thì cái phản ứng này nó sẽ phải chuyển dịch theo cái chiều nào đó chống lại chiều giảm nhiệt, mà chống lại chiều giảm nhiệt là tăng nhiệt, nên cân bằng và chuyển dịch theo cái chiều mà tăng nhiệt. Mà để tăng nhiệt lên thì phản ứng này phải tỏa nhiệt ra thì mới tăng nhiệt, nên cân bằng sẽ phải chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt. Đấy là lý giải theo mức bản chất. Còn lại các bạn mà học để thi ấy, thì chúng ta có cần quan tâm đâu, đúng không? Tăng thu giảm tỏa, giảm phải tỏa, mà chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, nên cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Rất đơn giản, đúng không? Rồi ta sang ví dụ số 2 cho nó kỹ hơn. Nếu bạn vẫn còn chưa tin các skill của thầy Vinh, hãy sang ví dụ số 2. 2NaHCO3 dạng rắn, nhiệt phân tạo thành Na2CO3 cộng CO2 cộng H2O. Delta RH0298 bằng 129 kJ. Và ở đây đề bài hỏi chúng ta là đun nóng để tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Hỡi các anh tài, delta R đầu tiên muốn làm được, đầu tiên ta nhìn là delta RH0298 bằng 129 này lớn hơn không hay nhỏ hơn không? Cái này dễ, anh có lớn không? Nào đi chợ, dương tiền là thu vào hay là tỏa ra? Dương ạ. Động tác gì? Ôm tiền vào là thu vào. Vậy chiều thuận, chiều thuận của phản ứng trên nhá, chiều thuận là chiều của phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Thu nhiệt. Đấy, xác định được chiều thuận là chiều thu nhiệt. Thế là đun nóng để làm gì đấy ạ? Tăng nhiệt độ nào? Khẩu quyết 4 chữ vàng cùng nhắc với thầy nhé. Tăng thu giảm tỏa, tăng thu giảm tỏa. Vậy tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, theo chiều thu nhiệt. Và chiều thu nhiệt đây là chiều thuận đấy. Vậy suy ra cân bằng chuyển dịch theo chiều, chiều gì ạ? Thuận. Ok chưa? Quá đơn giản đúng không? Chúng ta sang tiếp ví dụ số 3 em nhé. Và sang ví dụ số 3 cho chúng ta xịn sò hơn và kinh khủng hơn. Cho cân bằng hóa học trong bình khí, cái bộ nó 2 lần SO2 cộng O2 nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành 2 lần SO3. Biết phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt, ông ngon thế. Chúng ta chuyển dịch cân bằng khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Tăng thu giảm tỏa, 4 chữ vàng. Vậy giảm thì phải chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt. Đây đúng chiều tỏa nhiệt chưa? Vậy là theo chiều thuận, cân bằng chuyển dịch khi giảm nhiệt độ là theo chiều thuận. Đấy là skill. Còn về mặt bản chất chúng ta giải thích như sau. Do chiều của phản ứng thuận là chiều tỏa nhiệt nhá, để bài nói này, cân bằng chuyển dịch khi giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ thì phản ứng nó sẽ có xu hướng để nó chuyển dịch theo cái hướng làm chống lại sự giảm. Và chống lại sự giảm đấy là tăng nhiệt độ, và tăng nhiệt độ thì nó phải tỏa nhiệt ra ngoài môi trường, được không ạ? Đấy là bản chất. Và xong ví dụ số 3 thì chúng ta sang tiếp tục ví dụ số 4. Chúng ta sang ví dụ số 4, ví dụ cuối cùng của phần xác định chuyển dịch cân bằng dựa theo tác dụng của nhiệt độ, tác động của nhiệt độ. Thì nghĩ rằng cho đến cái video này thì các bạn đều đã biết được cái kỹ năng để xác định được chiều phản ứng chuyển dịch. Và thầy muốn nhắn nhủ các bạn rằng là nắm được trong video này, chúng ta còn phải làm thật nhiều bài tập nữa để làm sao chuyển nó cái phần kiến thức, cái phần mẹo, cái phần skill này từ thầy vào trong đầu của em, để từ đó nó chuyển thành của các em, được không ạ? Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu về các cuốn sách hay các khóa học của thầy mình thì vui lòng liên hệ với thầy mình theo số điện thoại bên dưới nha. Ví dụ số 4 ạ, cho cân bằng hóa học trong bình kín 2NO2 dạng gas khí đấy, để tạo thành N2O4. Delta RH0298 bằng âm
58,04 kilojoule. Dự đoán chuyển dịch cân bằng trên khi tăng nhiệt độ. Giờ chúng ta lại sử dụng các skill thầy đã dạy. Delta RH0298 bằng -58,04 nhỏ hơn 0. Vậy chiều thuận của phản ứng này là chiều âm là âm vào hay là vứt ra? Âm ạ, là vứt ra đúng không ạ? Là tỏa nhiệt. Đấy, vậy chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Vậy tăng nào, khẩu quyết bốn chữ vàng: tăng, thu, giảm, tỏa. Tăng thì cân bằng sẽ phải chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, mà chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, nên chắc chắn 100% chiều nghịch sẽ là chiều thu nhiệt. Nên khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch là chiều tỏa nhiệt. Về mặt bản chất, chúng ta có thể lý giải như sau: khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ phải chuyển dịch theo cái chiều chống lại sự tăng, đó là giảm nhiệt độ. Và giảm nhiệt độ thì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, thì nó phải chuyển dịch theo chiều nghịch, thì chiều thu nhiệt, thu nhiệt vào mới giảm nhiệt độ đi. Đấy là cái ví dụ số 4. Và ở trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta các cái skill để chúng ta có thể chinh phục được phần xác định chiều chuyển dịch cân bằng khi mà chịu tác động của nhiệt độ. Giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ, chịu tác động của áp suất. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, ảnh hưởng của áp suất. Dưới tác động của áp suất thì cân bằng chuyển dịch nó sẽ chuyển dịch như thế nào? Các bạn chú ý cho thầy ạ. Dựa theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier thì khi mà tăng áp suất ấy, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí. Còn khi mà giảm áp suất ấy, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng làm tăng số mol khí. Ôi, nhức đầu quá. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhớ thầy các chữ vàng sau: tăng áp, tăng áp, giảm khí. Đấy. Tăng áp, giảm khí, giảm áp, giảm áp, tăng khí. Đấy nhá, tăng áp, giảm khí, giảm áp, tăng khí, 8 chữ vàng. Nhớ kỹ trong đầu rồi. Ngoài ra chúng ta có một chú ý nho nhỏ, đó là áp suất thì không ảnh hưởng đến chất rắn. Áp suất thì không tác động lên chất rắn. Và nếu tổng hệ số của hai khí, tổng hệ số các chất khí ở hai vế nó bằng nhau thì không, thì phản ứng đó hay là chuyển dịch cân bằng đó không chịu tác động của áp suất. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang ví dụ, và thầy sẽ đi vào cái ví dụ số 1. Ta sẽ có các cái ví dụ để làm cho chúng ta hiểu kỹ, hiểu sâu hơn về cái việc mà tác động của áp suất lên chuyển dịch cân bằng. Chúng ta sẽ có ví dụ số 1 ở trong cái phản ứng mà điều chế ra NH3. N2 cộng 3H2, N2 dạng khí, H2 dạng khí, ra 2 NH3 dạng khí. Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Thế thì để xác định được là cân bằng chuyển dịch theo chiều nào, đầu tiên mình sẽ phải xác định được tổng hệ số các chất khí ở vế trái và vế phải. Ta nhìn ạ, ở đây tổng hệ số các chất khí ở vế trái N2 là 1, đúng không? Thì thế không ghi nhưng mà nó có nghĩa là số 1. Cộng với H2 là 3, 1 cộng 3 bằng 4. Đấy, tổng hệ số các chất khí ở vế trái là bằng 4. Tổng hệ số các chất khí ở vế phải của chúng ta là mấy ạ? 2, đúng không ạ? Đấy, được chưa? Thế chúng ta đọc thuộc khẩu quyết nào. Tăng áp thì làm sao ạ? Tăng áp giảm khí, đúng không ạ? Giảm áp tăng khí. Vậy tăng áp cân bằng và chuyển dịch theo chiều giảm khí. Thế chiều giảm khí là chiều nào? Chiều 4 sang 2 hay chiều 2 sang 4? 4 sang 2 là giảm hay 4 sang 2 là tăng? Quá đơn giản đúng không? 4 sang 2 là chiều giảm. Vậy đấy,
Với cân bằng phải chuyển dịch theo chiều từ 4 sang 2, có nghĩa là chiều thuận. Được chưa? Theo chiều thuận. Chiều giảm khí. Rất dễ. Và ngược lại, nếu mà giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng khí. Tăng khí là từ nghịch hai sang một. Thế về mặt bản chất, bây giờ bản chất nó như thế nào? Thì khi tăng áp suất, các bạn tưởng tượng khi tăng áp suất là chúng ta nén xuống, nén xuống. Đúng không ạ? Thì cân bằng phải chuyển dịch theo cái chiều mà chống với lại chiều tăng áp suất. Và chống lại chiều tăng là giảm áp suất đi. Đấy. Ít khí đi thì giảm áp suất đi. Được chưa? Đấy là cái ví dụ số 1. Rồi chúng ta sang tiếp ví dụ số 2. Được chưa? Đây là ví dụ số 2, mỗi đốt phải cực. Bây giờ thầy mình sẽ lại hướng dẫn cho các em sang ví dụ số 2 nha. Cho cân bằng hóa học trong bình kín 2SO2 dạng khí tác dụng với O2 dạng khí để tạo thành 2SO3 dạng khí. Đề bài yêu cầu chúng ta là dự đoán chiều chuyển dịch cân bằng của phản ứng trên khi giảm áp suất của hệ. Tương tự ta sẽ làm. Đầu tiên xác định tổng hệ số khí của vế trái 2 cộng 1 bằng 3, tổng hệ số khí của vế phải bằng 2. Thế đã. Bây giờ tiếp tục này. Giảm áp suất, tăng áp, giảm khí. Giảm áp tương đương với là tăng khí. Đúng chưa ạ? Vậy tăng khí là chiều 3 về 2 hay chiều 2 về 3? Chiều 2 về 3 là chiều tăng. Và chiều này là chiều nghịch. Vậy chiều chuyển dịch cân bằng trên khi giảm áp suất của hệ là chiều nghịch. Dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch kèm nhé. Rất dễ dàng và đơn giản. Giờ chúng ta sang ví dụ số 3. Chúng ta sang ví dụ số 3, ví dụ cuối cùng của cái phần mà chúng ta tìm hiểu về tác động của áp suất tác động lên chuyển dịch cân bằng. Ở ví dụ số 3 này thì thầy có hai cái cân bằng chuyển dịch. Và ở đây với câu hỏi là nếu mà tăng áp suất chung của hệ thì chúng ta phải xác định được chiều chuyển dịch cân bằng của phản ứng sau. Thì tương tự chúng ta có thôi, là đầu tiên ta đi xác định tổng hệ số khí của vế trái và vế phải. Các bạn chú ý nhé, tổng hệ số khí vế trái và vế phải. Ở đây CaCO3 là chất rắn nên vế trái chúng ta không có hệ số khí nào cả, là hay nói khác là tổng hệ số khí bằng không. Vế phải CO cũng là chất rắn, nhưng nãy thầy đã cho chúng ta chú ý là áp suất thì không tác động lên chất rắn, nên mình coi như hệ số của chất rắn, hệ số khí của chất rắn bằng không. Vậy CO2 đây hệ số khí là một, vậy vế phải là một, được chưa? Thế bây giờ áp tăng áp suất chung, tăng áp thì phải biến đổi theo chiều giảm khí, đúng không ạ? Tăng áp giảm khí, giảm áp tăng khí. Đấy, vậy giảm khí là chiều từ 0 sang 1 hay chiều từ 1 về 0? Từ 1 về 0 đúng không ạ? Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiều gì ạ? Chuyển dịch, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch với đáp án A, với ý A. Thực ra về mặt bản chất cũng đúng thôi, nếu mà thầy tăng áp suất, tăng áp suất nén xuống thì nhu cầu của nó là phải làm gì ạ? Tăng áp suất nén xuống, giảm thể tích thì giảm khí, giảm bớt khí đi. Nào, giờ tương tự sang ý B, tổng hệ số khí của vế trái của chúng ta bằng 2, vế phải của chúng ta bằng 1. Đấy, tăng áp giảm khí, vậy phải chuyển dịch theo chiều từ số 2 về số 1, hay là ở phản ứng B này cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, theo chiều thuận. Ok, trên đây thầy vừa hướng dẫn cho các kỹ năng và skill để chúng ta chinh phục được cái phần tác động của áp suất lên chuyển dịch cân bằng. Và ta sang phần 3 nhỏ,
tác động của nồng độ. Chúng ta sang yếu tố số 3, tác động của nồng độ lên chuyển dịch cân bằng. Nó đã có tác động của nhiệt độ và nó có tác động của áp suất. Bây giờ nó học sang tác động của nồng độ. Thì các bạn lưu ý như vậy ạ, khi mà chúng ta tăng nồng độ của một chất trong cái hệ mà đang ở trạng thái cân bằng đấy thì là chúng ta đã phá vỡ cái trạng thái cân bằng đấy rồi. Thì lúc này cân bằng sẽ chuyển dịch theo cái hướng là làm giảm cái nồng độ của chất đó đi. Hoặc ngược lại, là chúng ta giảm cái nồng độ của cái chất ở bên trong hệ của phản ứng, hệ của cái cân bằng nó làm xác định vậy. Thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng làm tăng nồng độ chất đây, có nghĩa nó chống lại cái sự tác động ở bên ngoài. Nó vẫn theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng đơn sơ tại đây. Thì lấy ví dụ rõ ràng cho cái. Với ví dụ số 1 là phương trình kinh điển nhất, ta có cái cân bằng H2 cộng N2 2 NH3. Tất cả các chất này ở đây đang ở trạng thái gas. Vậy câu hỏi đặt ra là cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Đấy, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi A nhỏ ta tăng nồng độ N2, tăng nồng độ N2 thế thì các bạn lưu ý ạ, khi mà chúng ta tăng nồng độ N2 lên thì là nồng độ của N2 trong cái hệ này nó tăng lên, thì dẫn đến là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng, là chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ N2 đi. Giảm nồng độ N2 đi. Và chiều nào làm giảm ạ? Chiều thuận là N2 cộng H2 tạo thành NH3 là chiều giảm, hay là NH3 chuyển dịch chiều ngược lại trở thành H2 và N2 là giảm? Chiều nào mất đi là chiều đấy giảm. Chiều mất đi là chiều gì ạ? Đây, N2 cộng H2 tạo thành NH3. Nên suy ra cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Được không ạ? Rất là đơn giản. Thế nếu bây giờ thầy lại có một cái là thầy làm giảm nồng độ, giảm nồng độ H2 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Nếu bây giờ giảm nồng độ H2 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Đấy, giảm nồng độ nó H2, tự nhiên nó lại đang như vậy mà giảm nồng độ H2 đi thì cân bằng nó sẽ phải chuyển dịch theo cái chiều chống lại sự giảm. Đúng không? Cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại sự giảm, và chống lại sự giảm đó là tăng nồng độ H2 lên. Và tăng nồng độ H2 lên là phải sinh ra H2. Và sinh ra H2 là chiều này này, đúng không? Là chiều nghịch. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Được không ạ? Thế nếu như thầy lại tăng nồng độ NH3 C ạ. Nếu như bây giờ thầy tăng nồng độ NH3, tăng nồng độ NH3 thì sao? Thì nếu mà chúng ta tăng nồng độ NH3 lên thì đột ngột trong cân bằng này NH3 đột ngột tăng lên thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng của NH3 là chiều giảm nồng độ NH3. Giảm nồng độ NH3. Và giảm nồng độ NH3 là NH3 biến mất đi. Và đó là chiều gì ạ? Biến mất đi là chiều nghịch. Đấy, dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Được không ạ? Các em ơi, trên đây thầy vừa hướng dẫn cho các em toàn bộ các cái mẹo để chúng ta xác định chiều chuyển dịch cân bằng khi chịu tác động từ nhiệt độ. Nhiệt độ 4 chữ vàng: tăng, thu, giảm, tỏa. Áp suất 8 chữ vàng: tăng áp, giảm khí, giảm áp.
tăng khí và nồng độ. Ngoài ra chúng ta sẽ có bị lừa bởi một vài yếu tố nữa, ví dụ như là nhiều chất xúc tác. Thì các bạn lưu ý cho thầy là chất xúc tác thì không làm chuyển dịch cân bằng nhá, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng. Và cái điều chú ý tiếp theo là gì ạ? Là nếu mà tổng hệ số các chất khí ở hai vế mà bằng nhau thì cái phản ứng đấy nó sẽ không chịu tác động bởi áp suất. Trên đây là toàn bộ bài giảng của thầy, thầy muốn gửi đến cho tất cả các bạn các em và muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học giỏi bộ môn hóa hơn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em, và nhớ follow, bấm nút chuông để đón chờ các video hướng dẫn dạy học của thầy hóa học lớp 11 tiếp theo nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau.